Rồi, chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Em là Dũng Bá PCP. Hôm nay em sẽ test độ chuẩn của kẹo lấm thường nhé em. Sẽ bắn vào cái bật lửa này với khoảng cách là khoảng gần 50 mét, tầm 50 mét nha anh em nhé. Sẽ bắn vào cái bật lửa này. Đấy, để xem xạ thủ của bên em bắn là bao nhiêu phát thì sẽ trúng cái bật lửa nhé. Anh em đón xem nhé. Anh em nào mà thấy hay thì like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Kẹo nhà bên em là kẹo chì mềm bún đủ kích cỡ 5.5, 5.52, 5.56, 5.58, 6.35, 6.38, đạn xuyên phá. Đấy, anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở tiêu đề nhé. Đây em sẽ test cái này, bắn vào cái bật lửa. Nữa. Bật lửa tít đằng xa kia nhá. Bắn đi em ơi. Đây cây FX nhá, cành 14 inch. Cành HVK 14 inch. Cành ngắn nên lên độ chuẩn nó sẽ không cao, trời lại đang có gió. Nên là sẽ cố gắng bắn xem là bao nhiêu phát thì là có thể trúng được cái bật lửa. Phát đầu tiên đã chưa thôi. Đây là kẹo nhà em nhé. Kẹo chì mềm. Giá 450.000 một cân bao ship. Đấy. Hàng trong video quay như nào thì hàng y như thế nhé. Chưa trúng. Anh đi qua. Hai phát rồi mà không trúng được cái bật lửa. Chứng tỏ là xạ thủ này bắn quá kém. Tạo gió đấy. Rồi ngừng gió rồi nhá. Rồi ok, trúng rồi nha anh em nha. 3 phát. Phải đợi tới khi là ngừng gió thì mới có thể bắn được trúng cái bật lửa. Còn lúc nãy là gió là bắn là nó bị đổi hướng đạn nên là không trúng. Có trúng chim không? Rồi, bật lửa rụng rồi nha anh em nhé. Đây bật lửa đây. Bắn 3 phát thì trúng, thế nhưng mà 2 phát đầu là do gió nó to nhá. Đạn lấm này thì anh em phải hiểu là đạn nó nhẹ. Nó không được độ đầm như là đạn xuyên phá. Nếu mà bị ảnh hưởng một chút gió là nó cũng có thể ngoài 50 mét trở ra, nếu mà bị ảnh hưởng gió thì là nó sẽ có thể là bị đổi hướng đạn nha anh em nhé. Nên anh em bắn thì anh em có kinh nghiệm thì anh em biết đấy. Còn nếu mà đạn xuyên phá mà tầm độ khoảng 5-60 mét thì không vấn đề gì hết nhé. Đấy, đạn nhà em ấy. Bắn là 3 phát thì bắn trúng cái bật lửa. Đấy, 2 phát đầu là do có gió. Đây, còn đạn nhà em đây. Đạn nhà em đây nhá. Video em quay như nào thì là đạn y như thế nhá. Đạn 5.5 đầy đủ hết các kích cỡ nhé. Giá là 450.000 bao ship cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì trả tiền. Anh em thông cảm là hàng này bên em không đồng kiểm. Đấy, anh em nào tin tưởng Dũng Bá thì mua ủng hộ shop Dũng Bá. Đấy, anh em kết bạn Zalo số điện thoại của em. Đấy, nếu mà khách quen ấy, sau này khách quen ấy, thì nó sẽ có cái giá ưu đãi hơn. Và nó sẽ có những cái quà hấp dẫn hơn. Đấy, ví dụ như có mỗi một cái đợt nào mà nó có cái kiểu kẹo gì mới là em sẽ tặng anh em để anh em dùng thử. Để anh em xem là nếu mà ok thì em sẽ làm hàng loạt để phục vụ anh em nhé. Rồi ok, chào anh em nhé.